Kiến thức quân sự xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày tàn của phát xít Nhật có lẽ là điều đã được định đoạt ngay lúc chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra vào lúc 7 giờ 55 phút sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, khi Nhật Bản không tuyên chiến mà bất ngờ tập kích Trần Châu Cảng trên hòn đảo Hawaii, trực tiếp đánh chìm và làm hỏng 19 tàu chiến, tiêu diệt 2.300 lính Mỹ. Cuộc đánh trộm này đã gây thiệt hại chưa từng thấy cho nước Mỹ, thậm chí còn khiến Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt gọi ngày 7 tháng 12 ấy là một ngày ô nhục. Hành động của chính phủ Nhật Bản đã kích động lòng căm phẫn sâu sắc của toàn dân Mỹ. Quốc hội Mỹ nhanh chóng nhất trí từ bỏ lập trường biệt lập, không can dự vào công việc của các nước khác, chuyển sang chủ trương kiên quyết chống phát xít Nhật. Ngày 8 tháng 12, Tổng thống Mỹ Roosevelt ra trước cuộc họp quốc hội tuyên bố Mỹ tuyên chiến với Nhật. 3 ngày sau, ông tuyên chiến với Đức và Ý. Mỹ trở thành nước đồng thời chiến đấu trên cả hai mặt trận, châu Âu và châu Á. Nước Nhật dại dột đánh thức gã khổng lồ Mỹ, như lời ca thán của chính đại tướng tổng chỉ huy hạm đội Liên Hợp Nhật Yamamoto, người vạch chiến dịch tập kích Trần Châu Cảng. Viên tướng này từng học ở Mỹ, nên biết rất rõ tiềm lực kinh tế và quân sự, cũng như khoa học kỹ thuật của nước này. Ông tin rằng Nhật không thể nào thắng nổi Mỹ. Phát biểu này khiến ông bị giới quân phiệt Nhật gọi là Nhật gian và đòi xử tử. Do giữ quan điểm mơ hồ về quân phiệt Nhật, nên trong một thời gian dài, Mỹ đã thiếu chuẩn bị chiến đấu với Nhật. Năm 1941, trên vùng Thái Bình Dương, Mỹ chỉ có 3 tàu sân bay, 9 thiết giáp hạm, 22 tàu tuần dương và 54 tàu khu trục. Trong lúc đó, phía Nhật tương ứng có 10, 10, 38 và 113 tàu. Vì vậy, quân đội Mỹ ban đầu phải rút lui chiến thuật. Quân đội Nhật thừa thắng Nam Tiến, chiếm hầu hết Đông Nam Á và nhiều cứ điểm quan trọng của Mỹ, các thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan ở Thái Bình Dương và tiến sát tới châu Úc. Tuy nhiên thì Mỹ cũng kịp thời giáng trả Nhật một số đòn đau. Nhưng ngày 18 tháng 4 năm 1942, phi đội máy bay B-25 của Trung tá Dolittle cất cánh từ tàu sân bay, đột nhập ném bom Tokyo, làm rung chuyển cả nước xứ sở mặt trời mọc. Hải quân Mỹ lần đầu tiên đánh chìm tàu sân bay Nhật. Trong trận hải chiến tại đảo Midway hồi đầu tháng 7 cùng năm, kết thúc chuỗi trận bất bại của Nhật Bản. Chính phủ Mỹ nhanh chóng tổng động viên toàn dân tham gia chiến tranh, chuyển ngành công nghiệp khổng lồ của họ sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cải tiến vũ khí, tăng cường lực lượng quân đội. Chi phí quân sự từ 4,5 tỷ đô la năm 1941 tăng lên 20 tỷ vào năm 1942 và 38 tỷ năm 1943, hơn hẳn nước Nhật. Nhờ đó mà lực lượng Mỹ dần dần mạnh lên và từ cuối năm 1943 bắt đầu giành thế chủ động. Thưa quý vị, sau khi mất quần đảo Mariana, tinh thần chiến đấu của quân Nhật sa sút hẳn. Nhiều người Nhật đã nghĩ tới thất bại. Từ khi máy bay Mỹ thường xuyên ném bom, thì mọi hoạt động kinh tế, sản xuất công nghiệp và vũ khí trên chính quốc Nhật Bản bị thiệt hại ngày càng nặng. Trước tình hình thiếu máy bay và tàu chiến, Bộ Thống soái Nhật quyết định áp dụng chiến thuật đánh bom tự sát bằng máy bay, tàu ngầm mini và ngư lôi người lái. Chiến thuật mới này gây khó khăn và thiệt hại lớn cho Mỹ, nhưng cũng rất bất lợi cho Nhật vì mất gần hết phi công. Trong khi Nhật đang thiếu phi công và việc đào tạo một phi công còn lâu hơn cả việc chế tạo ra một máy bay. Tổng cộng thì đã có hơn 2.200 phi công kamikaze từ trận. Đây là một thiệt hại lớn không thể bù đắp được. Sau đó, máy bay Nhật đã không còn có thể cất cánh được nữa. Máy bay Mỹ càng tự do khống chế bầu trời, bắn phá và ném bom bất cứ mục tiêu nào của quân đội Nhật. Ngày 7 tháng 5 năm 1945, nước Đức phát xít đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Châu Âu im tiếng súng. Thất bại của Đức báo trước nước Nhật quân phiệt cũng sẽ nhanh chóng hứng chịu kết cục nhục nhã như vậy. Nhưng phát xít Nhật vẫn điên cuồng chống trả đồng minh. Mặt trận châu Á-Thái Bình Dương vẫn ầm vang bom đạn. Vào tháng 6, nội các Nhật họp, phái chủ chiến chiếm đa số quyết tâm, bản thổ quyết chiến đấu đến người Nhật cuối cùng. Thiên hoàng Hirohito im lặng trước quyết định đó. Vì thế, nhân dân Nhật và thế giới tiếp tục phải đổ máu vô ích. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 năm 1945, tuyên bố Potsdam chính thức công bố trên toàn thế giới. Hàng triệu tờ truyền đơn in tuyên bố này bằng tiếng Nhật được máy bay Mỹ rải xuống khắp đất Nhật. Không người dân Nhật nào không biết nội dung của bản tuyên bố này.
Điều 13 tuyên bố viết, chính phủ Nhật phải tuyên bố toàn bộ quân đội Nhật lập tức đầu hàng vô điều kiện. Bất cứ sự lựa chọn nào khác đều chỉ có thể dẫn đến sự hủy diệt nhanh chóng và toàn diện của nước Nhật. Mệnh lệnh Nhật phải đầu hàng vô điều kiện đã bàn ra. Không hàng có nghĩa là nước Nhật tự chọn con đường hủy diệt nhanh chóng hơn, bi thảm hơn. Nhưng dưới sức ép của nhà vua và quân đội, Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Suzuki Kantaro đã không trả lời yêu cầu của tuyên bố Potsdam. Theo giáo sư Komori ở Đại học Tokyo, lý do chủ yếu nhất của việc Nhật trì hoãn chấp nhận tuyên bố Potsdam là Thiên Hoàng Hirohito chỉ lo làm sao giữ được thể chế Thiên Hoàng và giữ được ba vật thiêng của hoàng tộc. Ba vật thiêng đó là một tấm gương bát xích được thờ ở đền Ise, một thanh thảo thế kiếm và một viên ngọc bát xích quỳnh câu thờ ở hai ngôi đền khác. Đây là ba vật báu có tính thần thoại, tương truyền là tổ tiên dân tộc Nhật Bản. Thiên Hoàng lo các vật thiêng này bị phá hủy vì mới hôm 24 tháng 7, bom Mỹ đã suýt rơi trúng đền Ise. Thưa quý vị, trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi mà ngày nào cũng có hàng nghìn dân Nhật chết vì bom giải thảm của quân đội đồng minh, Thiên Hoàng Nhật Bản lại không hề lo nghĩ gì đến tính mạng của dân chúng và hàng triệu binh lính Nhật, mà chỉ ích kỷ lo giữ ngôi báu của mình và vật thiêng mà tổ tiên để lại. Vì thế mà chần chừ bỏ qua dịp trả lời yêu cầu của tuyên bố Potsdam. Hành động ấy đã khiến phía đồng minh đi tới nhận định cho rằng nước Nhật quyết chiến đến người cuối cùng và Tổng thống Mỹ không thể không cân nhắc biện pháp đáp trả. Vậy quyết định tối hậu của Tổng thống Truman sẽ mang lại hậu quả khủng khiếp ra sao? Một tuần đã qua mà không thấy phía Nhật có phản ứng gì về tuyên bố Potsdam. Tổng thống Truman vô cùng đau đầu. Ông muốn Nhật đầu hàng nhưng lại do dự chưa dám đổ quân lên đất Nhật. Cho dù lúc này hàng nghìn tàu chiến và cả triệu lính Mỹ đã sẵn sàng với khí thế chiến thắng rực lửa. Truman biết rõ, đánh từ biển lên đến đất liền chắc chắn sẽ phải gánh chịu thương vong cực lớn và chưa biết bao giờ mới thắng nổi 3,5 triệu quân Nhật thạo chiến, cố thủ trong các công sự ngầm trên 4 đảo chính và trên các tàu chiến của nước này. Chưa kể, cùng từng ấy quân Nhật đóng ở các nước châu Á và các đảo Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn hàng chục triệu dân Nhật sẵn sàng xả thân vì Thiên Hoàng. Họ sẽ đánh du kích đến người cuối cùng sau khi Mỹ chiếm được chính quốc Nhật. Bài toán này quả thật vô cùng nan giải. Truman nhớ lại những sự thật tàn nhẫn ở trận đổ bộ trên đảo Iwo Jima. Quân số Mỹ nhiều gấp 3 Nhật, thế mà cũng mất gần 40 ngày mới chiếm được đảo. 21.000 lính Nhật đánh đến chết gần hết, chỉ còn lại vài trăm người sống sót. Mỹ thì thương vong 31.000 người. Trận đổ bộ trên đảo Okinawa vừa rồi với ưu thế tuyệt đối là hơn 150.000 lính, 1.300 tàu chiến mà cũng phải mất đến 2 tháng Mỹ mới chiếm được hòn đảo này. Máy bay tự sát của Nhật lao vào tàu chiến Mỹ, lính Nhật đánh đến chết không hàng, khiến con số thương vong của Mỹ lên đến 49.000 quân. Còn khi hơn 70.000 quân Mỹ tấn công đảo Saipan thì có đến 40.000 lính Nhật trên đảo đã quyết chiến đến người cuối cùng. Thương binh Nhật nổ lưu đạn tự sát, không chịu để Mỹ bắt làm tù binh. Dân Nhật trên đảo dắt nhau nhảy từ vách đá cao xuống biển sâu. Cha mẹ ôm con lội ra biển cho đến khi ngập nước chết. Lính Mỹ thấy thế khiếp sợ, ôm mặt khóc, mất hết sức chiến đấu. Hai sĩ quan Nhật chỉ huy bảo vệ đảo là tướng Yoshitsugu Saito và phó đô đốc Chuichi Nagumo tự bắn vào đầu, không chịu hàng. Tình hình ấy khác hẳn với trận chiến Stalingrad. Nguyên soái Đức Paulus khi nhìn thấy tình hình chắc chắn thua đã dẫn đầu 90.000 lính Đức vác cờ trắng ra hàng Hồng quân Liên Xô. Rõ ràng là lính Đức không gan dạ liều chết một cách mù quáng theo tinh thần samurai như lính Nhật. Thưa quý vị, một quân đội không sợ chết thì quả thật là đáng sợ. Tổng thống Truman nhớ lại phương án có tên chiến dịch Coronet tấn công chính quốc Nhật Bản do Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ dự thảo. Phương án này ước tính thương vong của Mỹ trong chiến dịch này sẽ là 1,2 triệu người. Ông biết rằng nhân dân Mỹ không bao giờ cho phép Tổng thống Mỹ hy sinh con em của họ nhiều như vậy. Cuối cùng, Truman đánh chọn cách dùng bom nguyên tử để Mỹ không cần đổ bộ lên đất Nhật mà vẫn buộc Nhật phải đầu hàng. Khi bom nguyên tử gây thương vong lớn, đe dọa sự tồn vong của dân tộc Nhật, vua Nhật không thể không quyết định đầu hàng để cứu quân đội và dân chúng nước này, cũng như cứu tính mạng chính của nhà vua cùng hoàng tộc. Những quyết định này rất có thể làm tên tuổi của Truman bị người đời mãi mãi nguyền rủa. Ông sẽ có thể phải chịu trách nhiệm trước lịch sử với tư cách là người đầu tiên sử dụng bom nguyên tử.
8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, chiếc siêu pháo đài bay B-29 Enola Gay từ độ cao 10.000 mét thả một trái bom Urani 235 xuống Hiroshima, nơi có trụ sở Bộ Tư lệnh miền Nam và nhiều máy bay quân sự Nhật. Bầu không khí bị đốt nóng đến 7.000 độ C, cả thành phố thực sự đã trở thành một biển lửa. 3 ngày sau đó, 6 giờ sáng hôm mùng 9, lại có tin Liên Xô đã tuyên chiến chống Nhật. Tin ấy có nghĩa là quân đội Quan Đông của Nhật đóng tại Đông Bắc Trung Quốc đã bị Hồng quân Liên Xô tấn công. 11 giờ cùng ngày, quả bom nguyên tử thứ hai rơi xuống Nagasaki. Khoảng 70.000 người chết, tổng cộng hơn 200.000 dân Nhật bỏ mạng chỉ vì chính phủ Nhật chần chừ chưa tiếp nhận tuyên bố Potsdam. Họ đã do dự, chậm trễ đưa ra quyết định trước một vấn đề vô cùng hệ trọng tới sự sống còn của dân tộc Nhật. Thưa quý vị, tất cả chỉ vì muốn giữ bằng được chế độ thiên hoàng mà họ coi là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Sau Nagasaki thì người Nhật đã bắt đầu thấp thỏm chờ xem trái bom thứ 3 sẽ rơi xuống đâu. Tình hình vô cùng nguy cấp buộc Nhật phải trả lời ngay có chấp nhận tuyên bố Potsdam hay không. Ngay sau đó, nhà vua dự ngự tiền hội nghị của Hội đồng Tối cao chỉ đạo chiến tranh. Trong cuộc họp thì số người phái chủ hàng và chủ chiến lúc này là ngang nhau. Do đó, Thủ tướng Suzuki đề nghị Hoàng thượng quyết định. Ngẫm cho kỹ thì phía Nhật căn bản chưa chuẩn bị xong bản thổ quyết chiến. Nếu cứ mù quáng quyết chiến thì tất sẽ dẫn đến sự vong quốc diệt chủng của dân tộc. Nhật Hoàng vẫn còn muốn truyền lại cho con cháu đời sau cái gọi là quốc gia Nhật Bản. Nước Nhật lập quốc đã 2.600 năm. Hôm nay đón ngày chiến bại đầu tiên của mình. Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Thiên Hoàng Nhật Bản khóc. Nước Nhật chính thức đầu hàng. Theo ấn định, vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Đài phát thanh Tokyo sẽ phát đi lời Thiên Hoàng đọc chiếu thư gửi toàn thể thần dân ghi trên đĩa. Nhưng suốt đêm hôm trước, 30 sĩ quan trẻ trong đội cảm tử Kamikaze do một đại úy chỉ huy đi xe tải từ cảng Yokohama đến Tokyo. Sát khí đang đăng, tuyên bố sẽ giết hết lũ phản nghịch quốc gia, tức phái chủ hòa, và buộc Nhật Hoàng tiếp thu yêu cầu đánh đến cùng. Họ điên cuồng bắn súng máy vào phủ thủ tướng, bắn chết chỉ huy sư đoàn cận vệ hoàng gia là tướng Mori và chặt đầu em trai ông này khi nhận được khuyên không được chống lại hoàng tượng. Quân đảo chính tự vệ viết mệnh lệnh số 584 của sư đoàn cận vệ và đóng dấu của sư đoàn trưởng, phân phát lệnh đó đi các nơi, rồi xông vào hoàng cung, sục tìm đĩa ghi âm chiếu thư, nhưng vì hoàng cung quá rộng nên không tìm được. 5 giờ sáng, đại tướng Tanaka ra lệnh bắt giam viên thiếu tá ký mệnh lệnh 584 và gọi điện cho đại tá chỉ huy liên đội 2 ra lệnh rút hết quân ra khỏi hoàng cung. Thưa quý vị, cuộc đảo chính kết thúc với thất bại thảm hại vào lúc toàn thể dân chúng Nhật túm tụm bên loa truyền thanh và radio để lần đầu tiên trong đời nghe được tiếng nói của Thiên Hoàng. Đúng 12 giờ trưa ngày 15 tháng 8, đài phát thanh phát quốc ca Nhật Bản. Tiếp đó, giọng của Thiên Hoàng Hirohito vang lên. Sau khi xem xét xu thế lớn của thế giới và hiện trạng của đế quốc, tức Nhật Bản, trẫm muốn dùng biện pháp bất thường để thu dọn thời cuộc. Này trẫm báo để các thần dân trung thành và lương thiện của trẫm biết. Trẫm đã ra lệnh cho chính phủ đế quốc thông báo cho 4 nước Mỹ, Anh, Trung, Xô tiếp thu thông cáo chung của họ. Nói cách khác, tức là chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Nhưng vì giữ sĩ diện, chiếu thư không hề dùng những từ như thua trận hay đầu hàng. Chiếu thư còn nói, trước đây, trẫm không định xâm lược nước khác. Nhật tuyên chiến với Mỹ, Anh là do nhu cầu tự tồn và an ninh của Đông Á. Nhưng chiến cục không chuyển biến tốt, xu thế lớn trên thế giới bất lợi cho ta. Cộng thêm địch mới đây sử dụng loại bom tàn nhẫn giết người vô tội, không thể lường được thiệt hại. Nếu tiếp tục giao chiến, cuối cùng sẽ dẫn đến sự diệt vong dân tộc ta, phá hoại nền văn minh nhân loại. Nghĩa là Nhật ngừng chiến không phải do thua, mà chỉ để là tránh thảm họa dân chúng bị bom nguyên tử giết hại. Chiếu thư cũng lờ đi việc Nhật xâm lược Trung Quốc và bị Liên Xô đánh cho tơi bời ở Mãn Châu. Tóm lại, chính quyền Nhật vẫn còn vô cùng ngoan cố. Trước tình hình đó, thì vào ngày 19 tháng 8, Douglas MacArthur, tư lệnh quân đội đồng minh, đã giao cho Nhật 3 văn bản để ký, đó là 1. Bố cáo của Thiên Hoàng về việc chấm dứt chiến tranh. 2. Văn bản đầu hàng. 3. Quân lệnh số 1 về việc hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện.
Nhận được chiếu thư ngày 15 tháng 8 nói trên của Thiên Hoàng, thì quân đội Nhật trên tất cả các mặt trận trong và ngoài nước đã lập tức nghiêm chỉnh ngừng chiến và sau đó nộp vũ khí khi quân đội đồng minh tới giải giáp. Nước Nhật thành lập chính phủ mới do Hoàng thân Higa Shikuni làm thủ tướng và cử bộ trưởng ngoại giao cùng Tổng thống tham trưởng quân đội dẫn đầu phái đoàn Nhật đến ký văn bản đầu hàng không điều kiện vào ngày 2 tháng 9 trên chiến hạm Missouri của Mỹ neo đậu trong vịnh Tokyo. Thưa quý vị, điều này đã đặt dấu chấm hết cho chiến tranh Thái Bình Dương, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho nhiều dân tộc châu Á, trong đó có Việt Nam, giành lại được độc lập từ tay các đế quốc phương Tây. Một kỷ nguyên mới bắt đầu bừng sáng ở phương Đông, kỷ nguyên tan rã, sụp đổ của chế độ thực dân trên toàn cầu. Vừa rồi là toàn bộ video về hành trình tan lụi của phát xít Nhật Bản. Quý vị có nhận định như thế nào? Hãy để lại ngay ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin được chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.